Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Ngày hôm nay cô hướng dẫn các con học vở bài tập toán lớp 1 tập 2 của Chân Trời Sáng Tạo. Và bài học ngày hôm nay sẽ là em làm được những gì? Các con ơi, chúng ta làm được những gì từ những bài trước? Hôm nay cô và các con sẽ ôn tập lại xem các con đã làm được những gì nha. Câu thứ nhất, em làm theo mẫu. Các con quan sát bức tranh đầu tiên giúp cô. Cô sẽ hướng dẫn các con làm. Bây giờ cô và các con cùng nhau đếm có bao nhiêu hình vuông nằm trong cái bức tranh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có 13 cái hình vuông. Cô sẽ ghi số 13 ở trên đây để chúng ta nhớ là có 13 cái hình. Rồi, bây giờ các con nhìn tiếp phần dưới đây. Có một dãy số, một dãy số nhưng không ghi số vào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem số 13 ở đâu rồi cô và các con nói nha. Cô thấy số 12 trống một ô, xong rồi tới 14, 15, 16. Như vậy có nghĩa là chúng ta hiểu rằng ở đây là số 13. Như vậy ở trên đây mẫu nè đã nói xuống tới đây cho chúng ta rồi. Rồi chúng ta nhìn vào là ta hiểu đây là số 13 ở trong đây. Sau đó ta nói xuống dưới đây. Rồi xuống đây có số 13. Số 13 gồm 10 và 3. 13 gồm 10 và 3. Hay cô nói cách khác, gộp 10 và 3 thì cô được 13. Rồi xuống đây 10 cộng 3 bằng 13. Đó là gộp 10 và 3 nè các con. 10 cộng 3 bằng 13. Và nói cách khác, thêm một cái cách nữa là 13 trừ 3 thì sẽ bằng 10. Rồi ta sẽ chuyển sang cái hình ở trên đây. Đó là hình tam giác. Chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu hình tam giác. Chúng ta đếm chính xác mình mới làm đúng nha các con. Đây cô có 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi cô có 17 cái hình tam giác. Cô sẽ ghi số 17. Rồi cô sẽ đi tìm số 17. 12, 13, 14, 15, 16. Rồi ở đây chắc chắn là 17. Bây giờ cô cũng nói từ trên xuống đây. Đó. Xuống đây là cô nhìn vào đây cô hiểu ở cái ô tròn này là số 17. Rồi bây giờ cô kéo xuống dưới đây. Có 17 hình tam giác thì cô sẽ ghi 17 hình, cô sẽ ghi số 17. Rồi, 17 thì sẽ gồm 10 và 7 hay là gồm bao nhiêu các con? Chúng ta xem 17 thì sẽ gồm bao nhiêu nha. Rồi, sẽ gồm 10 cái hình bên đây và 7 cái hình bên đây thì sẽ gồm 10 và 7. Đó. Rồi xuống dưới đây luôn, chúng ta sẽ ghi lại. Chúng ta sẽ ghi lại nha các con. Giống như ở bên đây ta có 10 cộng 7 thì sẽ bằng 17. Rồi xuống dưới đây mình sẽ có 17 trừ cho 7 thì sẽ bằng 10. Rồi các con đã hiểu được cái dạng làm toán này. Bây giờ cô sẽ chuyển sang trên đây là cái hình tam giác. Hình này là hình chữ nhật. Chúng ta cùng đếm có bao nhiêu cái hình chữ nhật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rồi. 10 cái hình đứng. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Như vậy có 19 cái hình. Cô sẽ tìm số dưới đây là 19. Ở đây cô có 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy ở đây chắc chắn sẽ là 19.
Cô sẽ nói ở trên đây xuống dưới đây. Sau đó cô nói tiếp dưới đây. Bây giờ cô có 19 nè. Thì sẽ gồm 10 cái hình chữ nhật sắp xếp ngay ngắn, sắp đứng, và 9 cái hình bị ngã. Rồi. Trên đây cô ghi lại số 19 nè. Xuống đây cô ghi lại nè. Cô có 10 cộng 9 thì bằng 19. Ở dưới đây cô ghi lại là 19 trừ cho 9 thì sẽ bằng 10. Rồi. Các con quan sát lại câu số 1, xem các con có không hiểu ở điểm nào không. Sau đó cô sẽ hướng dẫn lại. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Câu số 2 yêu cầu chúng ta nói mình nói như thế nào. Ở đây cô có số 16 nè. Bé hơn. Bé hơn cái số nào ở đây các con? 16 thì bé hơn bao nhiêu? Chúng ta coi 16 sẽ bé hơn bao nhiêu nè. 15 cộng 2 là bằng bao nhiêu các con? 15 cộng 2 là bằng 17. Rồi. 19 trừ 1 bằng 18. 16 cộng 0 là bằng 16. Rồi, ở đây là số 20. Như vậy. Vậy thì 16 sẽ bé hơn số nào? Thì chúng ta sẽ nói với số đó. Cô thấy 17 lớn hơn, 18 cũng lớn hơn, 20 cũng lớn hơn. Như vậy mình nói 16 với 17. Rồi, bởi vì 16 bé hơn 17. Rồi, 16 cũng bé hơn 18. 16 cũng bé hơn 20. Rồi, các con đã hiểu được cái cách làm câu 2 nói này chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Câu số 3, viết vào chỗ chấm theo mẫu. Rồi, cô có cái mẫu ở dưới đây. Các con nhìn vào bức tranh bên dưới. Các con thấy đây là hình ảnh các bạn đang đến trường vào buổi sáng. Ở dưới đây có ghi nè, em đến trường lúc 7 giờ sáng. Như vậy đồng hồ, cái đồng hồ chỉ 7 giờ. Cây kim ngắn là cây kim giờ chỉ số 7. Cây kim phúc là cây kim dài chỉ số 12, là đúng 7 giờ. Thì chúng ta sẽ thế vào đây 7 giờ sáng. Rồi. Tiếp theo. Bên đây cô cũng quan sát cái hình ảnh ở bên đây. Cô thấy đồng hồ vào lúc 12 giờ. Vậy em ngủ vào lúc mấy giờ các con? Em ngủ lúc 12 giờ trưa. Thì các con học ở trường xong rồi mình nghỉ ngơi là mình ngủ trưa. Đó, 12 giờ trưa. Như vậy cô sẽ ghi vào lúc 12 giờ. Giờ là giờ trưa. Rồi, giờ trưa. Tiếp theo. Em ra về lúc mấy giờ? Lúc 4 giờ, đồng hồ chỉ cây kim ngắn vào số 4 và cây kim dài số 12 là 4 giờ. Như vậy cô sẽ ghi ở đây là em ra về lúc 4 giờ. Giờ này là giờ chiều. Rồi. Khi đi học về rồi thì mình sẽ ăn cơm. Mình ăn cơm vào lúc mấy giờ? Cô thấy cây kim ngắn chỉ số 7, cây kim dài chỉ số 12 là lúc 7 giờ. Giờ này là giờ tối. 7 giờ tối. Rồi. Câu số 3 đã xong. Cô chuyển sang câu số 4. Đây, câu số 4. Các con hãy tô màu các hình tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Tô màu cái hình nào là hình tam giác thì chúng ta tô màu nha. Cô thấy ở đây cũng tô màu, ở đây cũng tô màu, và bên đây chúng ta cũng tô màu luôn nha.
Bây giờ chúng ta cùng nhau tô màu nè, đó. Đó. Rồi. Bây giờ các con tô màu đẹp hơn nha. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Rồi. Hình vẽ bên có A. Một hình tam giác. Câu B. Hai hình tam giác. Câu số 3. Ba hình tam giác. Rồi, các con cho cô biết mình sẽ khoanh vào cái chữ cái, ví dụ như chữ A, chữ B hay chữ C vào cái trả lời đúng nhất là cái hình bên đây có bao nhiêu hình tam giác nha. Rồi, chúng ta quan sát lại có bao nhiêu hình tam giác. Sau đó chúng ta sẽ khoanh lại nha các con, mình khoanh trước. Bây giờ các con nhìn nè. Có bao nhiêu hình tam giác? Cô thấy nè, có nè. Đây. Để cô lấy một cái cây bút ra, chúng ta sẽ hướng dẫn cho các con xem có bao nhiêu hình tam giác. Đây, đây là có một hình tam giác nè, là cái hình tam giác bên đây nè, đó. Các con thấy không? Rồi, cái hình tam giác thứ hai nè, đó. Rồi, cái hình tam giác thứ hai là có hết hai hình rồi. Rồi, bây giờ cô có một cái hình tam giác lớn nữa. Đó, là cái hình tam giác ở bên ngoài nè, là cái hình nào các con? Là cái hình là hai cái hình này nhập lại luôn nè, đó thì sẽ thành một cái hình tam giác nữa, là hình ba hình. Rồi, chúng ta nhìn lên đây, chúng ta sẽ thấy được ba cái hình. Hình này cái hình vẽ từ đây nè, đó, các con nhìn cái bút của cô nha. Hình này đó là một hình nha, một hình. Rồi, bên đây cái hình này là hình thứ hai. Rồi, có phải một cái hình lớn gồm hai hình này là hình này không? Rồi, như vậy tổng cộng ta có được 1, 2 và một cái hình lớn ở bên ngoài nữa là 3 hình. Hai cái hình này ghép lại với nhau. Đây. Mình để sát lại với nhau thì sẽ ra được 3 cái hình tam giác. Đó, 1, 2, 3. Ở dưới đây. 1, 2, hai cái hình nhỏ và một cái hình lớn ở phía ngoài là 3 hình. Như vậy, khi các con nhìn vào, các con đừng hiểu lầm, ở đây có hai hình tam giác mà ở đây chúng ta có tới 3 hình tam giác. Rồi, chúng ta quan sát lại bài học một lần nữa nha. Đó. Bài học của cô ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Các con nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.